Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương và các hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ do đồng chí Tiến sĩ Trần Huy Dũng, Phó trưởng Ban Thường trực Điều hành Ban làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng